Giấy tình yêu là một trong những thứ không thể thiếu trong phòng the ngày nay. Giấy tình yêu dùng cho các cặp vợ chồng mới cưới tạo cảm giác mãnh liệt. Giấy tình yêu với nhiều công dụng mới lạ dành tặng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, đang mong muốn có con. Chính vì công dụng đặc biệt mà hiện nay không ít nhà nghỉ, khách sạn đã nhanh chóng trang bị chiếc ghế đặc biệt này sử dụng để thu hút khách đến thuê phòng. Vậy làm sao để chọn được một chiếc ghế tình yêu thích hợp? Hãy cùng Mua Bán Nhanh tìm hiểu bạn nhé! Ghế sofa tình yêu hay còn gọi ghế tantra là loại ghế tình yêu sử dụng chủ yếu trong các nhà nghỉ hay khách sạn. Ghế tantra có khung gỗ chắc chắn, bọc đệm mút, vỏ bọc bên ngoài là da khá bền, chịu lực tốt. Ghế sofa tình yêu với nhiều màu sắc, đen, đỏ, tím, cam, kem v.v. cho bạn chọn lựa phù hợp với căn phòng. Ghế làm tình khách sạn thiết kế độ bông chuẩn, khung gỗ tự nhiên chắc chắn khi sử dụng đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Nhắc đến ghế tình yêu, đa số mọi người sẽ nghĩ đến một chiếc sofa tạo thế tình dục có thể đặt trong phòng ngủ rộng rãi. Vậy đối với những gia đình có phòng ngủ nhỏ hẹp thì sao? Giải pháp chính là chiếc ghế tình yêu mini vô cùng nhỏ gọn, tiện lợi, thông minh, có thể gấp gọn gàng sau khi sử dụng và nó chỉ chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ bằng 1/3 chiếc ghế tình yêu thông thường. Rất thích hợp sử dụng cho những gia đình có diện tích phòng ngủ nhỏ gọn hoặc những cặp vợ chồng sống chung với gia đình đông người. Ghế tình yêu mini tiện lợi nhỏ gọn, thiết kế độc đáo, đảm bảo bạn sẽ không thấy ngại khi sở hữu nó trong phòng, vì khi đã sử dụng xong bạn có thể gấp gọn thành một chiếc ghế ngồi bình thường và tiết kiệm diện tích. Ghế tình yêu nơi cảm xúc thăng hoa, hãy đổi mới cuộc sống nhàm chán của bạn với chiếc ghế làm tình mới lạ này. Nói đến ghế tình nhân mà không kể đến ghế tình nhân bơm hơi thì quả là thiếu sót. Ghế tình yêu bơm hơi là một sản phẩm tiện dụng, rất phù hợp với gia đình khi muốn sở hữu sản phẩm ghế sofa tình yêu tantra, nhưng diện tích phòng không phù hợp, hoặc vì lý do tế nhị nên không muốn mua loại ghế gỗ sofa thông thường. Ghế tình nhân đệm khí sẽ mang tới cho bạn sự tiện dụng, giá thành thấp, nằm êm ái, dễ chịu, tốt cho cuộc sống, mát về mùa hè, ấm về mùa đông mà vẫn không bị bí hơi bởi các mũi khí thông minh, dễ dàng bơm và xả tất đi chỉ trong 1 phút. Dễ dàng giặt, rửa, lau chùi khi bẩn, không bị thấm nước vào lòng trong, không bị nóng và bí vào mùa hè như đệm mút hoặc đệm bông ép thông thường. Có thể gập nhỏ, gọn trong vali hoặc tủ khi không dùng đến và mang đi theo các chuyến du lịch nghỉ dưỡng của cặp đôi. Và cuối cùng đó là ghế sofa tình nhân cao cấp tantra, có thiết kế khung gỗ chắc chắn bên trong, một bên ngoài một lớp đệm êm ái và lớp ngoài cùng một da cao cấp, kích thước rộng rãi, giúp các cặp đôi tha hồ thử nghiệm các tư thế quan hệ mới lạ. Loại ghế cực cao cấp có giá từ 50 triệu đến 200 triệu, được làm từ gỗ thơm thượng hạng, da nhập khẩu cao cấp từ Italia. Các đinh đóng bằng vàng 24K loại này thường ít khi có sẵn, chính vì vậy các bạn muốn sở hữu cần liên hệ đặt trước mới sản xuất. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, muabannhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.